Những tiết lộ về tình hình cố nghệ sĩ Vũ Linh khi còn sống, con gái ruột lần đầu lộ diện. Nói chung cái bệnh đó là mất đi một nghệ sĩ ung tú đó, nghệ sĩ ung tú đó. Đúng rồi, một nghệ sĩ chuẩn bị làm nghệ sĩ ung tú Vũ Linh. Phút cuối đời chỉ mong muốn về nhà sau 10 ngày nằm viện, ra đi thanh thản sau một hồi kinh. Là một đứa em gần như là đứa em ruột sợ không bằng Vũ Linh đối với cô nữa. Thông tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời vào ngày 5 tháng 3 nhận được nhiều sự quan tâm, tiếc thương từ khán giả. Tang lễ cố nghệ sĩ được tổ chức tại Tư Gia ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ khi còn sớm, nhiều sao Việt và người hâm mộ đã đến viếng ông lần cuối cùng người thân chăm lo hậu sự. Cô hàng xóm thường xuyên gặp nghệ sĩ Vũ Linh lúc sinh thời tiết lộ cố nghệ sĩ bị bệnh ung thư nên khó mà vượt qua được. Cô nhận xét cố nghệ sĩ là một trong những nghệ sĩ mà cả gia đình cô đều yêu mến. Mỗi khi gặp nghệ sĩ Vũ Linh, ông đều tươi cười và trò chuyện vui vẻ. Mỗi khi đến sinh nhật, ông đều tổ chức ca hát để phục vụ hàng xóm. Khi được hàng xóm hỏi tại sao không lấy vợ, nam nghệ sĩ cũng chỉ trả lời rằng chưa gặp duyên, dù ông đi diễn với rất nhiều cô đào xinh đẹp nhưng chỉ là công việc chứ không phát sinh tình cảm. Ngoài ra, các con nuôi của cố nghệ sĩ cũng nêu lên một vài quan điểm, như nghệ sĩ Vũ Luân cũng giải thích lý do tại sao bị nghi ngờ là con rơi của nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng mà mình đi họ đi diễn thì khán giả cũng hỏi vậy, cái mình trả lời dạ con là con nuôi cái người mấy cô chú bác ở dưới tỉnh không có tin, nói là chắc tôi nghi là Vũ Linh nó đẻ rớt mày ở đâu chứ lại con nuôi gì mà giống dữ vậy. Tại đây, con gái ruột của cố nghệ sĩ cũng lần đầu lộ diện. Trước giờ cô sống khá kín tiếng, năm nay đã 37 tuổi và đang sống tại nhà chồng. Chỉ hơn một tuần trước, nghệ sĩ Diệu Hiền đã tiễn đưa bạn già là cố nghệ sĩ Thiên Kim, nay lại nén đau thương khi hay tin học trò kiêm người em thân thiết nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra đi. Được người thân dìu đến Tư Gia, bà trông đượm buồn, khó có thể chấp nhận sự thật. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền cũng chia sẻ vừa đến thăm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khoảng cách đây một tháng. Khi ấy, bà không dám hỏi về vấn đề đau bệnh vì sợ đàn em nhớ đến sẽ buồn lòng. Theo bà, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn còn rất minh mẫn, thuộc tuồng của bà dù đã mấy chục năm trôi qua trong khi bà là người hát nhưng không nhớ, làm như nó cố gắng chịu đựng thành ra không thấy tỏ vẻ đau đớn gì. Nó cứ vui với cô rồi chị em ngồi nói chuyện hồi đó đi đâu, nhắc qua người này người kia, chị em nói cười cho tới lúc cô đi về thôi. Một gương mặt lão làng trong làng cải lương khác đến dự tang lễ là nghệ sĩ Kim Cương. Bà cũng không giấu được đau buồn khi vào viếng thăm. Lúc ra về, cô nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả đến an ủi, chia sẻ về những phút cuối đời của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nhà báo Song Minh, người kề cận với nam nghệ sĩ và cũng có mặt chuẩn bị tang lễ, cho biết ông hoàng cải lương muốn ra đi tại nhà sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Tâm sự trên trang cá nhân, anh tiết lộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nằm viện hơn 10 ngày qua, lúc mê lúc tỉnh. Đến sáng ngày 5 tháng 3, khi đang tỉnh táo, ông muốn về nhà và được gia đình đồng ý. Cậu về nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình mấy chục năm qua. Nghệ sĩ Tài Linh từ Mỹ gọi điện về khóc, cậu vẫn nghe rồi chảy nước mắt. Sau một hồi kinh, cậu đã ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình, hưởng thọ 66 tuổi. Nhà báo Song Minh viết, tuy nhiên, điều tiếc nuối là hai gương mặt gắn liền với tên tuổi của giọng ca cải lương huyền thoại là Thanh Thanh Tâm và Tài Linh chưa thể về để nhìn mặt người đồng nghiệp lần cuối. Nhiều nghệ sĩ đã đến thăm viếng linh cữu, mong được nhìn thấy ông hoàng cải lương Hồ Quảng lần cuối. Nghệ sĩ như nghệ sĩ Hồng Sáp, Hồng Phượng, Quốc Cơ cũng có mặt để tiễn đưa. Đông đảo khán giả cũng tìm đến nhà riêng của nam nghệ sĩ để hồi tưởng về một huyền thoại đã từng oanh tạc các sân khấu lớn nhỏ, nắm trong tay hàng trăm vai diễn, vở diễn để đời. Hiện tại, sự việc vẫn đang khiến công chúng vô cùng tiếc nuối. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.